chuyện lớn của Lạc Lạc chơi trò chơi cá ngựa luyện bảng phát âm. Mình sẽ xem các nhóm chơi thế nào. Sẽ phải đếm số bằng tiếng Trung, sau đó đếm nước đi đến ô đó, nếu đọc đúng thì mới được di chuyển, nếu đọc sai lại phải quay về. Đi
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.